Chào Song Ngư, đây là bài dự đoán cho tuần từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3. Đây là bài dự đoán chung cho tuần cung cho nên có những thông điệp nó sẽ không đúng với tất cả mọi người hay là mọi từng hoàn cảnh của mỗi cá nhân cụ thể. Nếu các bạn muốn có một cái bài dự đoán dành riêng cho mình thì các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Bảo Bình Tarot trên Facebook hoặc là email cho mình với cái địa chỉ email mình để dưới đây. Mình cũng thông báo với các bạn là khi nào mình đạt được 500 subscribers trên kênh YouTube của mình thì mình sẽ có một buổi rút thông điệp trực tiếp tặng tất cả các bạn livestream. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả hoặc là nhiều nhất có thể những cái câu hỏi của các bạn tham gia buổi livestream đó. Và chúng ta đã qua hơn nửa đường để đạt được 500 subscriber, cho nên là bạn nào chưa subscribe cho kênh của mình thì hãy subscribe để chúng ta sớm có cái buổi livestream đó nhé. Và trong tuần này phải nói rằng cung của các bạn cũng không phải là một ngoại lệ. Mình sẽ đặt tên cái tuần này có lẽ là tuần reset hoặc là tuần F5, tức là nhấn F5 để làm mới lại cái mối quan hệ. Và những cái sóng gió mà xảy ra trong thời gian vừa qua cho các bạn thì nó có cái mục đích là để reset lại cái mối quan hệ của các bạn. Tuy nhiên có lẽ là cái cung của các bạn là có cái năng lượng bớt hay là kém tích cực nhất trong số những tất cả những cung mà mình đã làm. Bởi vì tuần này cái năng lượng chung rất là tốt, rất là tích cực, rất là nhiều niềm vui, sự thành công, sự quay trở về. Thì cung của bạn cũng có những cái yếu tố đó, nhưng mà mình vẫn thấy có những cái sự khá là đấu tranh nội tâm ở đây, và dường như nó vẫn chưa được thông suốt cho lắm. Cho nên mình, đặc biệt với cung của các bạn, mình rút thêm 1, 2, 3 mình rút ra thêm 3 lá bài tiên tri để mình, bởi vì mình muốn giúp các bạn hiểu rõ thêm cái năng lượng tuần này của mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào từng lá bài, từng trả bài, từng cái trả bài cho cụ thể này. Cái hàng đầu tiên sẽ nói về cái năng lượng trong thời gian gần đây của các bạn, quá khứ gần, cái thịt quá khứ gần đó. Tiếp theo là sẽ đến là thời điểm hiện tại, và cuối cùng là tương lai gần của các bạn. Dù đây là cái trả bài cho tuần, bài dự đoán cho tuần, nhưng mà cái năng lượng này nó có thể kéo dài hơn một tuần. Trong thời gian vừa qua thì mình thấy rõ ràng ở đây các bạn vướng vào một mối quan hệ ba người. Và mình cũng không ngạc nhiên khi cái đó là cái năng lượng chung của cái thời gian 1-2 tuần trước đây. Đặc biệt là cái tuần trước đây là cái tuần của mối quan hệ ba người, của sự phân vân, của sự đau khổ. Thì mình thấy cũng thấy rõ ràng ở đây bạn có vướng vào một mối quan hệ ba người như vậy. Và người kia của bạn có thể là một người thuộc cung khí, đó là Bảo Bình, Song Tử hoặc là Thiên Bình. Và cái người thứ ba trong mối quan hệ này nữa cũng có thể là người thuộc cung khí. Người này có vẻ, tại vì hai lần bạn có lá Page of Air là một cái năng lượng rất là khá là trẻ con và thiếu chín chắn, hơi tự ti ở đây nữa, và theo dõi bên kia qua mạng xã hội, stalking, cái việc là theo dõi hay là theo dõi nhất cử nhất động của người kia qua mạng xã hội, qua Instagram hay là qua Facebook. Mình thấy, bởi vì các bạn là cung nước đúng không, thì mình thấy rõ ràng ở đây chúng ta có một hoàng hậu kiếm, vua kiếm, rồi đến hoàng hậu ly. Chúng ta có một vua và hai hoàng hậu ở đây. Thì đây là năng lượng của bạn, đây là người kia của bạn. Các bạn đừng để ý đến cái giới tính ở đây nhé. Vua ở đây không có nghĩa là bạn phải là một nữ và đối tượng của bạn là và người kia của bạn là nam, có thể là ngược lại. Có thể đây là bạn tức là bạn hiểu ý mình nói đúng không? Đừng có để ý, tức là vua thì phải là nam, còn hoàng hậu thì phải là nữ. Nó chỉ nói về mặt năng lượng. Thì đây là năng lượng của bạn, đây là người yêu hay chồng của bạn, hay là vợ của bạn, hay là tóm lại là đối tượng của bạn, và đây là người thứ ba trong mối tình này. Hoặc cũng có thể ngược lại, tóm lại là trong cái mối quan hệ này có người của cung khí, có hai người của cung khí và một người thuộc cung nước. Thì những gì đang mình thấy ở đây đó là những người trong cuộc đang cố gắng hết sức để đưa ra được cái quyết định ra đi hay ở lại, dứt bỏ hay là tiếp tục. Và họ đứng trước ngã ba đường, họ đứng trước rất là nhiều sự phân vân.
và họ muốn có được cái khởi đầu mới nhưng mà họ vẫn chưa đưa ra được quyết định. Họ đã cố gắng lý trí nhưng mà dường như ở cái thời điểm này cái quyết định này vẫn là khá là khó khăn. Người kia của bạn cũng cố gắng để dứt ra khỏi cái mối quan hệ này. Đây là bài dự đoán chung cho nên là nếu cái chiều hướng mà mình nói nó không áp dụng vào phía bạn thì nó có thể là lật ngược lại nhé. Cho nên bởi vì mình không muốn mỗi lần mình phải nói là hoặc là hoặc là hoặc là bạn sẽ dịch cái thông điệp đó theo cái hoàn cảnh của mình. Khi mình sẽ dịch theo cái chiều hướng mà nó có thể có khả năng nhất nhưng nó cũng có thể là lật ngược lại. Cho nên ở đây mình thấy đây là dường như là cái năng lượng của đối tượng của bạn, tức là đối tác của bạn, đối tượng của bạn. Người này cũng cố gắng để dứt bỏ cái mối quan hệ này với một người trẻ tuổi hơn hoặc là cái năng lượng nó tức khá là trẻ con và thiếu chín chắn. Và như mình nói người này có thể là theo dõi qua mạng xã hội hoặc là bạn bạn theo dõi, bạn biết được cái sự và cuối cùng bạn biết ra được cái sự thực này thông qua cái việc bạn theo dõi đó. Bởi vì ở đây chúng ta thấy là bạn quyết định ra đi, bạn muốn có được sự thanh thản cho mình, bạn muốn có cái sự khởi đầu mới. Bởi vì bạn có là Ace of Air ở đây, có nghĩa là một cái sự thật nó được đưa ra ánh sáng và đem đến cho bạn cái sự thông suốt trong tư tưởng để bạn có thể ra đi, dứt áo ra đi khỏi hoàn cảnh này. Thì mình nghĩ là có thể bạn qua cái việc là theo dõi hoặc là theo dõi qua mạng xã hội hay là có thể là thuê người theo dõi nữa, nhưng mà tóm lại là có hành động theo dõi ở đây mà một cái sự thật được đưa ra ánh sáng và nó đem đến cái sự ra đi, đưa đến cái quyết định ra đi của một người trong cái mối quan hệ ba người này. Và mình thấy ở đây là bạn, bởi vì cái năng lượng nước ở đây là của bạn, Queen of Cups ở đây là bạn. Có thể bạn là nam nhé, đừng có để ý đến là hoàng hậu. Ok. Nhưng mà dường như bạn bạn ra đi rồi bạn lại quay lại thì phải, ở thời điểm hiện tại á, bạn cần phải đưa ra một quyết định chắc chắn, một cái quyết định quan trọng liên quan đến cái người này là soulmate của bạn nha. Người mà bạn đã có gắn bó rất là lâu hoặc là rất là sâu sắc. Nhưng mà bởi vậy bạn có lẽ là bởi vì cái mối liên hệ này nó rất là sâu sắc cho nên là bạn thực sự không đưa ra được quyết định. Mình thấy là bạn đã có cái sự ra đi hoặc là muốn ra đi ở đây nhưng mà có lẽ bạn lại có những giây phút yếu đuối và không đủ sức mạnh để đưa ra đó. Bởi và cũng có thể là người kia của bạn níu kéo bạn nữa, với cái lá bốn đồng xu ở đây là có cái sự níu kéo. Ok. Và tiếp theo ở đây nữa chúng ta cũng có cái năng lượng của cái sự không tiến lên được, không đưa ra được quyết định. Không đưa ra được quyết định cho nên số phận nhảy vào quyết định cho bạn. Bạn hướng về cái việc quay lại với đối tượng của bạn. Cái người người này có thể là bạn đã kết hôn với người này. Bạn vừa muốn ra đi mà bạn vừa muốn ở lại. Có lúc bạn đã ra đi rồi, thế xong rồi bạn lại quay lại với cái đối tượng cũ của mình, cái người mà bạn đã kết hôn hoặc là đã có cái như mình nói là có mối quan hệ rất là sâu sắc, cho nên bạn ở trong cái tình trạng là không tiến lên được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng số phận nhảy vào can thiệp với cái lá tower này, với cái lá cái tháp này, thì là khi mà những người trong cuộc không đưa ra được quyết định thì số phận, định mệnh hay là vũ trụ buộc phải nhảy vào can thiệp bằng cái việc là đánh sập cái tòa tháp này xuống để mọi người trong đó phải nhảy ra hoặc là nhảy vào tùy vào cái tình huống đấy. Ví dụ như là nếu mà bạn và người đó theo số phận là cần phải quay lại với nhau mà hai người không quyết định được thì số phận cũng nhảy vào can thiệp để chắc chắn buộc hai người phải quay lại với nhau. Bạn thực ra là bạn cũng rất là cố gắng để mạnh mẽ và lấy lại được sự tự chủ cho mình, đưa ra được cái quyết định cho mình. Tuy nhiên, bạn bị giằng xé giữa một bên là một cái cuộc phiêu lưu tình cảm và một bên là cái người mà mình có ràng buộc hay là có cái mối liên kết rất là sâu sắc. Cho mình vẫn chưa chưa ở ở thời điểm này á, nó vẫn chưa rõ ràng là bạn sẽ chọn hướng nào,
mình chỉ thấy rõ ràng là bạn đứng giữa hai cái sự lựa chọn, là một bên là người bạn có rất là nhiều đam mê và một bên là người mà bạn đã kết hôn hoặc là có ràng buộc về mặt pháp lý hay là chuẩn mực đạo đức xã hội hoặc là cái tình nghĩa rất là lâu năm. Trong thời tương lai gần, chúng ta có là có một cái sự kết thúc đột ngột ở đây, như mình nói, số phận nhảy vào can thiệp. Và cái sự kết thúc này nó sẽ đến rất là đột ngột. Mình nghĩ là mình sẽ rút thêm để mình biết chắc là cái sự kết thúc này là kết thúc của cái cuộc phiêu lưu tình ái hay là kết thúc của mối quan hệ gia đình. Sun, wow. Nó vẫn ra rằng cái sự phân vân và không rõ ràng ở đây. Mình nghĩ là bạn chọn kết thúc cái cuộc phiêu lưu tình cảm. Và cái phiêu lưu tình cảm này có thể là với một đồng nghiệp nha. Bởi vì ok. Ở đây có khá nhiều có hai lá nói về công việc. 8 8 của yếu tố đất và 3 của yếu tố đất. Các bạn dù là phân vân, tuy là phân vân nhưng các bạn sẽ chọn cái kết thúc cái cuộc phiêu lưu tình ái này vững vàng để không bị lung lay với cái sự lựa chọn của mình, hoặc là với cái tức là cái sự chia tay này nó sẽ khá là đột ngột. Những người trong cuộc cảm thấy sẽ rất là không chuẩn bị tinh thần hoặc là hơi choáng với nó. Tuy nhiên nó sẽ đem đến một cái tương lai hay là một cái kết quả rất tốt đẹp cho tất cả những người xung quanh. Và một lần nữa chúng ta lại có cái lá tử thần ở đây, tức là cái sự kết thúc đột ngột này. Nhưng và mình nghĩ là bạn quay về với gia đình, bạn chọn gia đình. Four walls sau cuộc sống gia đình rất là vững vững chắc, hòa thuận, êm ấm, có tin vui để ăn mừng. Ở đây cũng có lá The Hierophant là lá người mà bạn kết hôn cùng. Death, sự chấm dứt. Với cái lá Hermit này thì có lẽ là với những cái biến cố xảy ra trong thời gian qua, bạn đã có được cái sự nhìn nhận lại bản thân và cái mối quan hệ này, tức là những cái gì thực sự quan trọng với mình, những cái gì mình có thể hy sinh đánh đổi hay có những gì mình không thể nào từ bỏ. Thì những cái biến cố ở đây như mình nói, nó là để reset, để nhấn F5 lại cho mối quan hệ, nhấn F5 cho mối quan hệ của các bạn để các bạn có thể làm lại từ đầu. Ok. Và cuối cùng chúng ta có mình nghĩ là cuối cùng bạn lựa chọn soulmate của các bạn sau khi các bạn đã trải qua một cái thời gian đấu tranh tư tưởng. Các bạn đứng giữa ngã ba đường không biết đi hướng nào, và cuối cùng các bạn chọn chọn lựa soulmate của các bạn. Ở thời điểm hiện tại á, các bạn không đưa ra được sự lựa chọn. Ở đây các bạn cũng có soulmate ở đây nhưng mà các bạn không đưa ra được sự lựa chọn, cho nên là số phận nhảy vào can thiệp. Và mình thấy là cuối cùng các bạn sẽ quay trở về với gia đình, quay trở về với người mà bạn có cái sự ràng buộc ở đây, nhưng mà cũng có rất là nhiều tình cảm ở đó, không không nhất thiết là chỉ có. Mình nghĩ là cái tình cảm giữa hai người nó tạm bị quên lãng, nhưng không có nghĩa là nó mất đi hoàn toàn. Bởi vì các bạn vẫn là two of water ở đây, tức là two of cups, là một mối quan hệ soulmate rất là nhiều tình cảm. Và như rõ ràng ở đây là mình thấy là bạn chọn quay về với gia đình và chấm dứt cái cuộc phiêu lưu tình cảm này. Đây sẽ là tuần để các bạn cũng phải nhìn nhận lại cái mối quan hệ của bạn với
với gia đình, với cha mẹ bạn. Gia đình ở đây không phải là gia đình vợ chồng con cái, mà gia đình với cha mẹ của bạn, bởi vì bạn có cái là healing family issues, là với cái thông điệp là cuộc sống tình cảm của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu bạn học cách tha thứ cho cha mẹ của bạn. Và trong bộ bươm bướm mình rút thêm, tại vì mình thấy cái năng lượng của các bạn là như mình nói là nó kém tích cực nhất trong tất cả các cung, cho nên mình muốn hiểu rõ vì sao và muốn đưa thêm cho thông tin cho các bạn. Thì bạn có một lần nữa có lá về nói về cha mẹ của các bạn, parental care, thì có thể cha mẹ, cái mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ của bạn là một cái điểm nhấn trong tuần này, và nó có thể là cái mấu chốt của tất cả những cái biến động ở đây. Như mình nói là chúng ta đều có một đứa trẻ bên trong, và nếu mà đứa trẻ bên trong đó nó vẫn còn bị tổn thương thì các bạn sẽ mang cái tổn thương đó vào trong tất cả các mối quan hệ khi mặc dù là chúng ta tự trưởng thành đi nữa. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì chúng ta phải hiểu được rằng những cái tổn thương đó nó đến từ đâu, và chúng ta phải làm gì để vượt qua nó, để hàn gắn những cái tổn thương đó, thay vì chỉ chữa trên ngọn. Chúng ta phải chữa tận gốc vấn đề, và vấn đề đó là dường như các bạn, cái mối quan hệ giữa bạn và cha mẹ bạn nó không được ổn cho lắm, và có thể là cái hoàn cảnh gia đình của bạn hay là cha mẹ bạn có tạo đã đem đến cho bạn những cái tổn thương khi bạn còn nhỏ, hoặc là ngay cả thời điểm hiện tại thì cái mối quan hệ này nó cũng vẫn chưa ổn. Có thể nó đây đây chỉ là một cái thông điệp dành cho một bộ phận song ngư, và có thể không 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 dành cho tất cả mọi người, nhưng cái thông điệp về mối quan hệ với cha mẹ nó rất là mạnh ở tuần này, bởi vì từ hai bộ khác nhau nó đều ra một thông điệp như vậy. Tuần này cũng là tuần để thời điểm này chứ không nhất thiết là tuần nhé các bạn, bởi vì như mình nói là cái những gì xảy ra ở đây nó giúp các bạn đi trên nhận thức rất là nhiều điều về bản thân, có thể là nhận thức cả được cả những cái sự tổn thương đem đến từ hoàn cảnh gia đình này nữa. Và bạn cũng sẽ có cái kết nối rất là mạnh với linh hồn của các bạn, với higher self của các bạn, và các bạn sẽ nhận được những cái sự chỉ dẫn đến từ bên trong bản thân của mình, bởi vì trực giác của các bạn rất là mạnh. Tuần này các bạn có hai lá đều nói về trực giác của các bạn đến từ hai bộ tiên trí khác nhau. Đầu tiên các bạn có lá yes, và cái thông điệp là cái trực giác của các bạn là đúng, hãy hành động theo những gì mà trực giác của bạn mách bảo. Rồi bạn cũng coi lá là the spirit whisperer, tức là người nói chuyện với những linh hồn, và cái thông điệp ở đây là bạn nhận được những cái sự chỉ dẫn đến từ đấng tối cao, từ linh hồn của các bạn, những cái sự thông thái của vũ trụ. Nói chung là bạn đang rất là nhạy cảm về mặt năng lượng tâm linh ở thời điểm này, cho nên bạn có thể hoàn toàn tin tưởng cái trực giác của mình, hay là những cái inspire, tức là bạn sẽ có những cái cảm hứng, cái một cái ý tưởng gì đó lặp đi lặp lại, bạn không biết nó đến từ đâu nhưng bạn chỉ thấy rất là tin tưởng vào nó, và không biết vì sao mình biết như vậy hay là mình nghĩ như vậy. Thì đó chính là những cái guidance, những cái sự hướng dẫn, divine guidance đến từ vũ trụ, đến từ linh hồn, đến từ guides của các bạn. Và cái lá bài này cũng nói về việc là nếu cái mối quan tâm của bạn là về một một cái mối quan hệ tình cảm, thì đúng giữa hai người có một cái mối quan hệ soulmate với nhau, là cái nó mang, như mình nói là không, mình hay nói là cái mối quan hệ mang tính tâm linh, tức là nó vượt qua những cái giới hạn của cái sự hấp dẫn hời hợt về bề ngoài, mà nó có cái sự kết nối rất là sâu sắc về mặt tâm hồn, linh hồn. Cho nên các bạn có thể, để mình xem lại số 3. Hồi nãy mình đã xem sẵn rồi, bây giờ mình muốn hai người thực sự là dành cho nhau, và giống như là có một cái soul contract, có cái hợp đồng về linh hồn để gặp gỡ nhau và tương tác với nhau trong kiếp sống hiện tại. Hãy lắng nghe cái trực giác của các bạn, bạn sẽ biết là bạn phải đi con đường nào. Và rồi đến từ một bộ khác, như mình nói là mình rút ra ba lá thêm cho các bạn trong cái bài dự đoán của các bạn tuần này, bởi vì mình thấy hơi áy náy khi mà cái năng lượng của các bạn nó kém tích cực hơn là những cái cung còn lại, nhưng mà không có nghĩa là nó không tốt. Bạn có The Sun ở đây, bạn có
Cuộc sống gia đình yên ấm hạnh phúc ở đây vẫn có là soulmate ở đây. Tuy nhiên để đạt được cái kết quả này thì dường như các bạn sẽ phải trải qua một cái hành trình đi tìm bản thân của mình để thực sự hiểu mình muốn gì. Và các bạn có love romance ở đây có nghĩa là một cái mối quan hệ rất là quan trọng đã đến với bạn hay là sẽ đến trong cuộc sống của các bạn. Còn nếu mà các bạn đã có sẵn một ai đó thì cái mối quan hệ này nó sẽ tiến triển tốt đẹp. À, nó sẽ dạy diễn giải trong quyển sách đó là tất cả những mối quan hệ nếu nó đều có nó như đồ thị hình sin à, nó đều có peak và and valley, tức là những cái điểm cao trào và thoái trào. Thì nếu mà bạn đang ở cái giai đoạn thoái trào của một mối quan hệ nhưng mà cái mối quan hệ đó đối với bạn nó vẫn là một cái mối quan hệ rất là sâu sắc, bạn sẽ vượt qua được cái mối quan hệ mối cái sự thoái trào, cái giai đoạn khó khăn này, mọi thứ nó sẽ tốt dần lên. Còn nếu mà bạn không có ai, mà mình không nghĩ là bạn không có ai đâu, nhưng mà nếu đối với cái bộ phận song ngư mà chưa có ai thì một cái mối quan hệ sâu sắc sắp đến với cuộc sống của các bạn. Ok, cho nên romance là một cái mối quan hệ tình cảm là cái chủ đề chính trong thời điểm này của các bạn. Ok, đó là bài dự đoán dành cho song ngư tuần này. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu bạn nào chưa subscribe cho channel của mình thì hãy subscribe để chúng ta sớm có buổi livestream và các bạn có thể theo dõi những cái bài dự đoán của mình trong thời gian sắp tới. Mỗi ngày mình đều giúp một cái thông điệp cho tất cả chúng ta, rồi sau đó mình chọn một bạn may mắn để mình gửi thông điệp riêng. Cho nên các bạn hãy tương tác với mình cả qua Facebook và YouTube, bởi vì mình sẽ chọn một bạn may mắn share post của mình trên Facebook hay là một bạn bất kỳ trên trên YouTube của mình. Ok, chúc các bạn có một tuần vui vẻ và hẹn gặp lại. Bye bye.